Câu hỏi tiếp theo của bạn An An. Bác sĩ ơi, có thể dùng yến mạch để cho bé ăn dặm mỗi ngày một lần không? Bé nhà em hơn 7 tháng rồi. Có, bạn có thể sử dụng yến mạch để cho em bé ăn, nhưng mà lời khuyên mình đưa ra thì một tuần bạn cũng nên sử dụng 3 4 lần thôi. Bởi vì sao? Bởi vì là cần cho nó ăn ăn cháo nó quen, chúng ta sẽ dựa vào khoản thói quen ẩm thực. Thì sau này cái lương thực, cái thực phẩm chính của chúng ta là liên quan đến gạo. Đấy, là em là bạn cho em bé ăn theo cái kiểu đấy. Còn yến mạch là một cái món ăn thêm thôi, giống như kiểu một cái thực phẩm phụ, và chúng ta không đưa vào lương thực chính theo cái thói quen, vì sau này nó sẽ không ăn như vậy. Thì 3 đến 4 lần một tuần cho em bé ăn thì nó phù hợp. Bạn Hà Sương, em sinh mổ được 12 tháng 15 ngày, bé 9,5 cân, thích ăn cơm, cho ăn cơm trắng không, thấy bé mắc mắc rồi nuốt không thể nhai, có sao không? Cũng được, nó nhai nhai nó nuốt được. Ví dụ bạn không cho nước vào ấy, thì không sao, tức là cơm không mà không chan nước thì nó sẽ nhai nhai ở trong miệng và bạn sẽ nấu mềm hơn so với cơm người lớn. Chúng ta nấu cơm nhão cho con thì là ok, em bé có thể tập nhai và tiêu hóa được, cái này không lo gì.